Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ với mọi người cùng này đoạn nhạc đó là trên tình bạn dưới tình yêu khá là hot trên TikTok, kiểu để trên TikTok để mọi người biết TikTok thì rất xem nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đầu tiên mình sẽ nhảy mẫu một nửa, nhảy mẫu tất nhạc 5, 6, 7, 8 đôi ta ở trên tình bạn dưới tình yêu hết bao nhiêu khi có người hôn chiều tôi đã có chân tình bạn tạ ở dưới tình yêu tạ vui hết bao nhiêu khi có người thấu hiểu ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng tác một. Đầu tiên chân phải ra nặng và người sẽ phải lên tiếp theo chân về tay về chân phải thúc lên tay chỉ đang chéo thì dẫn chân phải và đẩy hông. Đó, tương tự, sau đó đẩy một lần qua phải. Tiếp theo đẩy qua trái và người đủ người xuống nè. Đưa lên lên, mở ngực, ngược về. Khi mở ngực thì dẫn chân phải, đồng thời rút về chân trái. Sau đó đưa chân phải. Để đâu? Tiếp theo mở chân phải ra, tay dừng. Sau đó mới lên chân như này và xuống. Thì khi làm vậy thì để tiếp theo hôm nay là lực lượng và hôm nay nhung chiều để lên tiếp theo sẽ lại là để tay lên về chỉ tập lần này sẽ khác nhé. Mọi người xoay tay vòng lên trước một vòng đến vòng thứ hai thì bật nhẹ chân hạ ok. Tiếp theo đặt chân phải lên chân trái lên như này như một người xoay cúi phải tay sẽ phủi bên phải nha, đầu phủi bên vai trái, thì đầu phủi mình để hông lên, hông, đứng chân hai lần, tiếp theo này phủi chân chân trái, đầu phủi xoay gót về thẳng như này nhá, đầu phủi xoay về giống như này, và sau đó xuống, hông lưng này, tiếp theo họ lưng xuống, rồi cơ thể chân thẳng và đến người, sống này, lưng này, để chân và lên. Sau đó thì là có người thấu hiểu thì mình sẽ xoay vào chéo như này chỉ đến đây là xong. Ok, bây giờ mình sẽ vào những các bạn hướng dẫn này 5, 6, 7, 8 đôi ta ở trên tình bạn đã ở dưới tình yêu đã yêu hết bao nhiêu đã khi có người mong chiều đôi ta ở trên tình bạn đã dưới tình yêu là vui hết bao nhiêu khi có người thấu hiểu không có người em mới là hết nhỉ. Bây giờ mình sẽ ghép nhạc nhanh các bạn này 5, 6, 7, 8 đôi ta ở trên tình bạn là ở dưới tình yêu là vui hết bao nhiêu khi có người mong chiều đôi ta ở trên tình bạn là dễ tình yêu là vui hết bao nhiêu khi có người thấu hiểu người yêu thế giới. Như vậy là mình đã bổ sung xong 10 điệu nhảy của trên TikTok của Min bài trên tình bạn dưới tình yêu. Thì rất mong là mọi người sẽ hoàn thành xong sớm của bài nhảy này và sẽ có những clip TikTok nhiều.